Với sắc xanh chủ đạo, quyền trượng đăng quang mang hình ảnh chiếc vương miện nâng đỡ logo Miss World Việt Nam cùng viên đá quý nổi bật đại diện cho vẻ đẹp tỏa sáng từ nhan sắc và trí tuệ của tân hoa hậu. Ghế đăng quang được lấy cảm hứng từ tre là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tài năng, trí tuệ và bản lĩnh. Các hoa văn mây tre đan được cách điệu đầy uyển chuyển và tinh tế. Logo Miss World phải sử dụng công nghệ CNC kỹ thuật cao, gia công trong nhiều giờ liền, thể hiện được cái hồn và quyền uy của tân hoa hậu. Vương miện Miss World Việt Nam 2022 Ocean Lotus đó sen tinh khiết từ đại dương xanh thẳm, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tấm lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam, là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ, là sự hội ngộ của 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire. Hai chiếc tiara dành cho hai á hậu cũng là những thiết kế được chế tác từ vàng trắng và đá quý.